Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khải em ơi. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ cao thủ tống kim ngày hôm nay. Hôm nay Khải top 1 và Khải muốn soi đồ cao thủ hôm nay đó là Login K3, một trong những anh cũng có khá là nhiều top trong trận tống kim. Và hôm nay người ta được top 2. Khải soi đồ cho anh em xem nha. Đây. Đầu tiên thì những cái tên anh em cũng biết rồi. Ad này là cái băng bóng anh em. Hiện tại đang sở hữu mình một cây áo tím xấu dòng hay là gì đây, anh em cùng xem đây. Ok, áo tím 5 dòng. Áo tím 5 dòng mắt ộp. Quá đẹp luôn em ơi. Và một cái đôi giày thủy mắt ộp luôn, 40, 25 và 40. Nói chung là hai màu, hai món mắt ộp. Hai món mắt ộp. Và một cái bóng, đang sử dụng một cái bóng tốc 30. Tốc 30 29 và 86%. Hiện tại cái bóng này thì cũng dạng nôm 1 server rồi anh em. Dòng 1 anh em, so với dòng 1 thì nó là dạng nôm 1 rồi anh em à. Với đồ xanh thì nó là nôm 1 này. Hiện tại vũ khí đồ tím thì chưa có nhiều anh em, chưa có luôn nha anh em. 5 dòng 30 29 86. Trời ơi cái bóng này thì theo Khải biết là cái bóng này anh mua 11 hay là 10 triệu anh em, tầm 11 đến 12 triệu anh em. Cái bóng này anh mua từ 10 đến 12 triệu anh em, nhưng mà Khải không rõ là bao nhiêu. Nhưng mà Khải nghĩ là trên 10 triệu là chắc cái bóng này nha anh em. Đây, tiếp tục gia truyền. Gia truyền kháng băng 25, dòng độc 40. Cái nón kháng độc sinh lực lực cao, sinh lực cao. Bao tay kháng lôi. Đại lưng làm chậm 40. Nhận chón kháng hỏ 20. Nhận cho chậm 40 và sinh lực nội lực. Kháng lôi 28. Nói chung là set đồ này cũng khá là pin anh em. Pin nhất nó là cái vũ khí rồi nè. Và đang sử dụng mình con bôn tiêu. Nô một server đầu tiên đó là con bông tiêu công thành chiến nha mọi người. Đó, ngày hôm nay Khải soi đồ anh em này, anh này có con bông tiêu đầu tiên server anh em à. Con bông tiêu này, con bông tiêu vừa rồi công thành chiến vừa rồi, giống như con Khải phi dân là Khải có một con duy nhất và kèm theo cái thành Lâm An là con thứ hai nha anh em. Rồi. Con này như Khải biết thì anh đấu giá là hơn 15 triệu. Anh đấu giá trong ban là hơn 15 triệu nha anh em. Hôm nay thì anh đánh được 250 mạng, 19 nửa giờ và chết 39 lần và liên chạm 20. Thì tính ra này thì quá chắc nè mày. Với cái bàn top 17. Top 17 thì tầm cấp 107 giống Khải thôi. Tầm 107. Và sở hữu một cây nô 1, cây bóng nô 1 trên da, trên trị giá hơn 10 triệu. Bóng xanh. Nếu mà anh em, nhiều anh em thắc mắc tại sao bóng xanh hay bóng tím. Giờ thì ra đồ tím rồi thì bóng xanh nó mất giá trị. Không mất giá trị đâu nè. Cái giá trị của đồ xanh đó là nó có thể hoán binh từ vũ khí này sang vũ khí khác. Thì anh em chơi phá nào anh em thợ hoán về vũ khí đó anh em chơi. Còn mà anh em chơi bóng tím á, thì anh em quyết định anh em đã chơi bóng tím thì suốt đời anh em, suốt đời anh em chỉ có thể chơi cái ban. Hoặc là anh em bán cây vũ khí bóng tím đi, anh em mua cây vũ khí tím khác anh em về chơi, chứ không được hoán binh anh em. Đó nó khác là chỗ đó anh em. Nên là đồ xanh nó vẫn giá trị như cũ nha anh em, vẫn giá trị như cũ nha anh em. Và con bông tiêu, bông tiêu thì hơn 15 triệu nữa. Thì cái bông tiêu với cái bóng này đã hơn 25 triệu rồi nè. Và cái áo này với đai lưng với giày này thì hơn khoảng 1 triệu nữa, hơn 1 triệu hơn nữa. Thì nói chung là set đồ này hơn gần 30 triệu rồi nè. Nói chung là gần 30 triệu, nhìn mấy cái món đẹp này thôi nè, đã gần 30 triệu rồi. Đó, đẹp nè, đồ này này quá đẹp nè, cái bàn nữa nè em ơi. Hiện tại thì đạt móc cho mình 80 chậm, 80 chậm từ đai lưng và nhẫn. Và chón thì được cho mình 60 từ nhẫn và đôi dây. Và kháng lôi thì được hai món, mắt pin cũng khá là ok rồi. Tầm này thì phôi tím cũng chưa nhiều nên anh chưa ép thôi. Đây, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ lên gan cái băng một like chia sẻ cũng như video Khải một like chia sẻ cho nha mấy. Và anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment bên dưới xem mô trận thông kim. Khải gặp Khải sẽ soi tiếp tục cho anh em xem nhé. Ok, cảm ơn em rất nhiều.